Chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh tiếng Việt chính thức của Side2Go, chuyên kênh thông tin về tâm lý và sức khỏe tinh thần. Bạn có đang muốn tìm hiểu xem có những mối quan hệ độc hại nào mà bạn nên tránh xa không? Cùng chúng mình tìm hiểu 5 loại quan hệ độc hại trong video này nhé! Số 1. Mối quan hệ tự luyến. Bạn có thấy nửa kia hiếm khi để ý tới cảm nhận của bạn không? Mọi thứ họ làm là vì họ, họ luôn khiến bạn cảm thấy yếu thế hơn. Tiến sĩ Lisa Firestone, nhà tâm lý học và tác giả sách đã chỉ ra rằng nếu nửa kia của bạn luôn muốn thu hút sự chú ý và luôn muốn được khen ngợi thì khả năng cao là họ có tính cách ái kỷ. Theo kết quả của nhiều nghiên cứu, nếu bạn ở trong mối quan hệ kiểu này, bạn sẽ thấy nửa kia của mình có các hành vi thao túng để khiến bạn luôn phải quay trở lại với họ. Những người này gặp khó khăn trong việc yêu người khác và thiếu đi khả năng thấu cảm và quan tâm tới cảm nhận của nửa kia của họ. Số 2. Mối quan hệ kiểm soát. Nửa kia của bạn có luôn đưa ý kiến cho bất cứ việc gì bạn làm, kể cả lựa chọn quần áo, kiểu tóc hay thậm chí lịch trình sinh hoạt hàng ngày không? Trong nhiều mối quan hệ, là bình thường nếu một người có vẻ có vai trò dẫn dắt, lãnh đạo hơn người còn lại. Tuy nhiên, sẽ là vấn đề nếu người đó muốn toàn quyền kiểm soát và lấn át trong mọi việc mà không cần quan tâm tới cảm giác của người còn lại. Nhà tư vấn về hôn nhân và gia đình Val Holden đã chỉ ra, kiểm soát quá đà được coi là hành vi bạo lực trong mối quan hệ. Những người chịu đựng mối quan hệ kiểu này thường cảm thấy bị đe dọa, không an toàn, tội lỗi hay bị bạo hành cảm xúc bởi chính nửa kia của mình. Một vài dấu hiệu như ghen tuông thái quá, xâm phạm tự do cá nhân và cố gắng cô lập bạn khỏi gia đình và bạn bè. Nếu những dấu hiệu này xuất hiện trong mối quan hệ yêu đương của bạn, bạn cần lưu tâm và đảm bảo rằng bạn an toàn, bạn hoàn toàn có thể có lựa chọn rời đi. Số 3. Mối quan hệ phụ thuộc. Khi trong tình yêu, là bình thường nếu bạn phụ thuộc vào nửa kia nhiều hơn với người khác. Nhưng nếu bạn thấy mình không thể sống thiếu họ, họ quyết định hộ bạn mọi việc, thì đây là dấu hiệu của mối quan hệ phụ thuộc. Một nghiên cứu tại Texas cho Tổ chức Sức khỏe Tinh thần đã chỉ ra rằng mối quan hệ loại này như một rối loạn chức năng khi một người là người chăm sóc và người còn lại hưởng thụ việc này. Mối quan hệ này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới cả hai bên, dễ gây nghiện và có hại cho sức khỏe tinh thần. Khi một bên quá chìm đắm trong tình yêu, buộc nửa kia phải hy sinh vài thứ nhất định. Tuy vậy, may mắn là có cách để cải thiện, dần tách ra trong mối quan hệ này. Ví dụ như tham gia vào nhóm mới, chung sở thích có thể giúp hình thành nên một mối quan hệ lành mạnh, tích cực và cân bằng hơn. Số 4. Mối quan hệ kể công. Cho và nhận là điều cần thiết trong bất cứ mối quan hệ lành mạnh nào. Trong tình yêu, khi hai bạn thực tâm quan tâm tới hạnh phúc của nửa kia, bạn sẽ thấy việc trao đi và hành động vì nhau là việc đáng làm và hạnh phúc. Nhưng nếu bạn thấy nửa kia của bạn liên tục để ý, kể lể những việc họ làm cho bạn, họ liên tục xem ai cho đi nhiều hơn, thì việc này tưởng chừng như bình thường để công bằng trong mối quan hệ. Nhưng theo tiến sĩ Jeffrey Bernstein trong cuốn sách Tại sao bạn không đọc được tâm trí tôi thì đã chỉ ra rằng hành vi này có thể gây tổn hại lớn lên tình yêu của hai bạn vì có vẻ như nó đang nuôi dưỡng cảm giác tiêu cực khi người kia luôn tập trung vào những gì bạn chưa làm thay vì những gì bạn đã làm. Nếu việc này đang xảy ra với bạn thì tốt hơn hết là hãy tránh việc bào chữa hay phản công lại mà thay vào đó hãy đối thoại cởi mở với nửa kia. Nếu người đó thực lòng yêu bạn, họ sẽ lắng nghe cảm nhận của bạn và hai bạn sẽ có cơ hội để kết nối lại và nâng cao chất lượng mối quan hệ của mình. Số 5. Mối quan hệ lạm dụng. Đây là dạng độc hại nhất khi một người lạm dụng người còn lại, có thể về thể chất, cũng có thể về tinh thần. Theo Kiss Health, tổ chức không lợi nhuận về sức khỏe tinh thần thì lạm dụng nghĩa là đối xử với ai đó theo một cách bạo lực tình dục, bạo lực thể chất hay bạo lực tinh thần. Hoặc tất cả các dạng này. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ như vậy thì không dễ để nhận ra. Rất thường xuyên là nạn nhân trong mối quan hệ này tin rằng đó là lỗi của họ và họ xứng đáng bị trừng phạt như vậy. Mối quan hệ này có thể có đặc điểm tương đồng với mọi loại quan hệ khác và rất khó để dứt bỏ. Tuy vậy, bạn cần biết là bạn không xứng đáng bị bạo lực và mối quan hệ bạo lực tinh thần có thể trông rất bình thường từ góc độ bên ngoài. Ai cũng có thể là nạn nhân của dạng này. Hãy nhớ, luôn có những người sẵn lòng giúp đỡ bạn.
nếu bạn đang cảm thấy bị đe dọa, bị tổn hại, hãy tìm đến những người mà bạn tin tưởng và tìm phương án để thoát khỏi ra mối quan hệ đó nhé. Tình yêu lành mạnh là tình yêu khiến bạn hạnh phúc, vui vẻ, chứ không phải chìm ngập trong đau đớn, sợ hãi. Thoát ra khỏi mối quan hệ với người mà bạn yêu sâu đậm có vẻ vô cùng khó khăn, nhưng bạn hãy nhớ, ngoài kia còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn và nhiều người sẵn lòng giúp đỡ bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó với những người đang cần nội dung này. Tài liệu tham khảo chúng mình để trong phần mô tả. Đừng quên đăng ký kênh để nhận nhiều video về tâm lý và sức khỏe tinh thần hơn nữa. Chúc bạn một ngày vui tốt lành. Hẹn gặp bạn trong các video sau.